Video này mình nói về hành trình định cư Úc và những thói quen tiêu xài hoang phí của các bạn. Nó không giúp được các bạn ở trên đất nước Úc này hả? Thứ nhất là hành trình định cư Úc ha. Nhiều bạn cứ nghĩ là đi qua đây là nó dễ. Nó dễ đối với người đủ điều kiện và nó sẽ khó với các bạn không đủ điều kiện. Mình nói nhiều lần là mỗi lần đi qua đây á, là các bạn phải tìm hiểu, có những người mất vài trăm triệu, có những người mất vài tỷ, có những người là mất có vài chục triệu mất mà gọi là đầu tư có vài chục triệu là qua được đây rồi. Thì các bạn, mấy anh chị, các bạn, anh chị phải hiểu là anh chị thuộc trong nhóm nào, anh chị phải tự tìm hiểu. Mình nói là đi qua Úc chỉ có tốn khoảng 20 triệu, 30 triệu cho những bạn là sinh viên dưới 30 tuổi, là những bạn mà đã tốt nghiệp đại học hoặc là cao đẳng hoặc là trung cấp nghề dưới 30 tuổi. Anh chị phải nghe là phải có đầu có đuôi, chứ không phải là anh chị nghe cái chớp vô một phát là ok 30 triệu là đi được Úc. Không phải vậy. Anh chị phải biết là mình đang, anh chị đang ở cái mức nào, anh chị đang ở đâu, độ tuổi anh chị có phù hợp không, anh chị có bằng cấp không, và anh chị có tài chính không. Đó, anh chị phải tìm hiểu coi cái đó nó làm sao, đầu đuôi như thế nào. Bởi vì người Việt Nam mình đó, lúc nào cũng dễ bị người ta lừa và lúc nào cũng ba chớp ba nhoáng á, khó làm được cái gì mà lớn lắm. Tại đất nước mình đó các bạn thấy không, đến nỗi mà xe cộ rồi này nọ cũng mua của người này gắn của đầu kia rồi này nọ, nó cũng vậy, là nó không có một cái cốt lõi từ đầu tới cuối gì hết á, cái gì cũng chơi phan ngang không à. Muốn bằng nước này nước kia mà toàn là không có một cái nền tảng, giống như xây một cái nhà mà không có cái trụ cho nó cứng, không có foundation tốt á, cái móng nó không có vững thì làm sao mà các bạn xây có ngôi nhà được. Anh chị thậm cái chuyện mà đơn giản nhất là anh chị đi tìm hiểu cái thông tin để đi Úc thôi. Người ta làm những cái video giống như mình thì mình làm những cái video là những cái cho mấy đứa con, mấy cháu, những bạn dưới 30 tuổi. Các bạn phải hiểu là dưới 30 tuổi là đi theo dạng đó, mà trên 30 tuổi là dạng khác. Thì các bạn phải hiểu các bạn đang ở trong cái phân khúc nào và có loại visa nào nó phù hợp với bản thân bạn hoặc phù hợp với con các bạn. Các bạn phải hiểu cái điều này. Chứ không phải nhào vô là các bạn cứ muốn chạy qua Úc rồi đi làm, rồi xong rồi đi làm phạm luật, đi du lịch thì ráng cố gắng đi làm, hoặc là đi học cho làm 20 tiếng, 24 tiếng này, cứ cố gắng làm cho nó nhiều hơn. Rồi ví dụ vậy, toàn thích làm phạm luật không à, thích vi phạm không à. Rồi mình nói, mình tư vấn cho các bạn, mình hướng dẫn, mình chỉ các bạn cái cách các bạn đi, thì các bạn cứ vậy các bạn làm thôi. Còn mình đi trước, mình hướng dẫn, có những người thân mình đi được, có những người bạn bè của mình đi được, thì các bạn thì cứ làm theo đi. Rồi cái gì các bạn cũng muốn nhanh đó, muốn nhanh là bởi vậy nó mới muốn làm giàu nhanh nè, muốn đi qua Úc nhanh để bóc hốt gì bên này được cho nó nhanh. Nó không phải vậy, cái gì nó cũng có một cái hành trình. Bởi vì video ngày hôm nay nó là hành trình đi Úc, là một cái hành trình và bạn đi từng bước một, giống như bạn xây một cái ngôi nhà vậy. Không thể nào mà bạn nói bây giờ tôi muốn dọn vô ở liền ngày mai làm gì có. Đầu tiên là phải ví dụ như nhà cũ bạn đập xuống, ok phải dọn nhà cũ đi, demolish nó đi, dọn dẹp sạch sẽ hết, rồi bắt đầu đào cái đất lên coi kiểm tra cái độ đất có đủ không, rồi nếu mà nó yếu quá là phải đóng dầm xuống, đóng cọc xuống đó. Rồi sau đó nếu mà ổn rồi bắt đầu mới bắt đầu đổ bê tông, rồi xây cái nền cái móng cho nó vững đi. Cái nền cái móng nó vững rồi á thì là bạn xây cái gì trên nó cũng không có bị trục trặc gì. Các bạn hiểu ý mình không đó. Muốn đi Úc là bạn coi bản thân các bạn có cái gì không, có tài sản gì không đó. Có bằng cấp gì không? Còn chưa có tài sản thì ráng cố gắng làm cho nó có tài sản. Còn chưa có bằng cấp thì học cho nó có bằng cấp. Nó đơn giản vậy thôi. Học bổ túc cũng được. Và không có tài sản, không có bằng cấp thì làm ơn đi kiếm cái công ty nào đó làm nó chứng minh được kinh nghiệm. Làm để mà người ta đóng thuế cho các bạn, đóng thuế rồi đóng bảo hiểm xã hội rồi này nọ. Có những cái bằng chứng đó thì bạn không đi qua đây đi du lịch. Đơn giản nhất là đi du lịch. Có nhiều anh chị của mình chẳng có nhà cửa gì hết, ở nhà thuê. Con cái không có tiền đi bán chỗ này bán cho bữa này bán chỗ này bán kia làm tự do. Ủa sao người ta vẫn cho con cái mà họ đi du học được vậy? Ủa sao kỳ vậy? Thì phải có cách hết các bạn. Có cách làm sao? Thì ngày xưa mình cũng hướng dẫn mấy bạn đó, mấy anh chị đó. Ok thì cho con cái nó qua đây nó học mấy cái trường mà lớn á, để nó không kêu chứng minh thu nhập, chứng minh tài chính đâu này nọ. Mấy trường lớn thì nó không quan trọng, mấy cái trường như là Swinburne, MIT hay là ACU hay là mấy cái trường đại học lớn lớn. Rồi sau đó, cái này là câu chuyện 10 năm, mười mấy năm trước rồi nha.
rồi sau đó thì học một sau một kỳ rồi chuyển qua ra ngoài học lại cao đẳng, học nghề bếp, nó vậy thôi à. Đó, nên nên các bạn phải suy nghĩ, các bạn phải suy nghĩ là à, ok, khi mà các bạn thiếu cái gì đó thì các bạn lo các bạn bổ sung cái đó đi. Các bạn đừng có trách mình, tại mình á là làm video thì mình làm cho từng đối tượng khác nhau, mà các bạn nghe ba chớp ba nhoáng thì các bạn nghe không có rõ đó, bởi vì ba chớp ba nhoáng đó nên rồi nhiều khi rồi các bạn bị lừa thôi. Rồi sau đó là mình nói á, là các bạn hiểu á, mình không có muốn làm mấy cái visa du lịch, các bạn phải tự làm hoặc là các bạn đi tìm ai đó làm. Có những bạn làm visa du lịch, người ta lấy những cái gói của các bạn lên tới vài trăm triệu, vài tỷ, các bạn bị người ta lừa, các bạn cũng ráng chịu vậy chứ sao. Thông tin tìm hiểu thì không chịu nghe tìm hiểu đó. Có những bạn thấy mất tiền rồi, các bạn thấy dẫn dưng cái chuyện đi tìm hiểu cái thông tin đó thôi mà cũng không đi tìm hiểu được, không tốn đồng cắt nào đó, không chịu, mà bỏ tiền ra thì các bạn chịu đi vay đi mượn đầu này mượn đầu kia. Nó quay lại câu chuyện mà của mấy người thân của mình, gia đình không có khá gì còn nợ nần ở Việt Nam, vẫn cho con cái đi Mỹ, đứa đi Mỹ, đứa đi Úc, rồi bây giờ đứa còn đứa lại bây giờ cũng cho Úc luôn rồi. Ủa sao người ta làm được vậy các bạn? Nó là một cái quá trình, các bạn làm từ từ rồi nó sẽ được thôi, đi từng đứa một đó, cuối cùng là đi hết cả nhà, ba đứa con đi nước ngoài hết rồi, giờ các bạn muốn gì nữa đúng không? Bây giờ nói đi nước ngoài nhiều, anh chị nó đi qua đây lo lắng cho con cái rồi nó nhỏ quá rồi nó, tại vì anh chị không biết dạy con từ ở Việt Nam đó. Cho nó làm việc nhà thử coi, đó là cái hành trình của nó đi Úc á. Các bạn phải hiểu là khi mà nó, các bạn đã xác định cho đứa con đó, bạn hỏi ý kiến đó, nó muốn đi rồi đó, là bắt buộc nó phải sao, nó phải ở Việt Nam, nó phải đi chợ, nó phải nấu ăn cho gia đình. Nó giống như một con hoặc là một thằng hoặc một đứa con làm ô xin trong nhà các bạn, nói vậy đi kêu dễ hiểu đó. Bạn phải đừng có phải dạy cho nó ồ con phải học giỏi toán lý hóa, không cần, chỉ có ba thứ thôi. Thứ nhất hãy cho nó đi học lái xe bốn bánh, hai bánh tất nhiên nó lái giỏi ở Việt Nam rồi, cho nó đi học lái xe bốn bánh, cho nó đi học xong rồi phải đầu tư bỏ tiền ra cho nó học, rồi sau đó bỏ tiền ra cho nó thực tập càng nhiều càng tốt, cho nó lái rành. Có điều kiện để cho nó thử lái Uber, lái Grab gì bên Việt Nam bốn bánh nó quen. Con gái con trai cũng phải làm hết đó. Cái thứ hai là sức khỏe, phải rèn luyện sức khỏe, đi qua đây ốm yếu, đi qua đây đụng phát mệt, ở chút bệnh sổ mũi nhức đầu sốt nóng đó. Không làm ăn gì được đó. Các bạn thử nghĩ đi, bên Úc là sướng gấp 10 lần bên Nhật á, lương ở bên này gấp mấy lần của nước Nhật luôn á, chứ đừng có nói là ở Việt Nam. Mình nói vậy để các bạn hiểu, có phước lắm mới được qua Úc á. Đó nên cái hành trình đi Úc á, nó không phải là cái hành trình à ok nói phát ngày mai đi lượt liền, không phải. Nếu gia đình các bạn có điều kiện hoặc là cái lịch sử của các bạn á, là như là người ta gọi là history các bạn, là trong cái quá khứ của các bạn đã từng đi nước này nước kia rồi, hoặc là bạn đã có bằng cấp rồi, hoặc là bạn có doanh nghiệp rồi, thì cũng lâu bằng làm hồ sơ cái được liền. Còn các bạn, đa phần các bạn là không có đủ, mình không có đủ thì mình cứ bình tĩnh, mình hãy vui vì mình đã tìm được con đường. Khi các bạn bút lịch tư vấn với luật sư mình, luật sư đã hướng dẫn các bạn từng bước một. Các bạn cứ vậy, các bạn cứ bình tĩnh. Mình nãy mình nói rồi đó, có tài sản không, có công ty không, có bằng cấp không, ba cái đó bạn không có thì bây giờ bạn đi kiếm một công việc đang làm. Bạn lười biếng đến nỗi mà bạn cứ ngồi ở nhà bạn chơi, bạn nói chứ tôi không đủ điều kiện, tôi không học được tiếng Anh, rồi tôi không có công ăn việc làm. Không có công ăn việc làm thì đi kiếm công ăn việc làm đi chứ. Làm mấy tháng rồi nói công ty nó cho xin vô rồi vô gì đó full time rồi này nọ, rồi sau đó rồi nói công ty nó ký giấy cho đi du lịch tuần hai tuần rồi này nọ, thứ bảy chủ nhật thứ sáu rồi tranh thủ đi nước này nước kia này nọ. Bạn phải gầy, người ta gọi là gầy hồ sơ đó, xây dựng cái hồ sơ đi du lịch của bạn cho nó cứng, nó mạnh lên, rồi sau đó người ta mới dám cho bạn đi Úc chứ. Qua bên đây bạn trốn lại, bạn đi lóng chày sao, ok các bạn? Hoặc là bạn trốn ở lại rồi bạn đi làm chỗ này nọ, rồi bắt đầu những bạn đi qua trước mà làm sai làm hư á, làm cho nó trật trìa ra, làm trái quy định pháp luật rồi này nọ, rồi trốn ở lại rồi này nọ, hoặc là ở đây quá hạn rồi xong rồi đi làm lấy tiền mặt rồi này nọ, sẽ tạo tiền đề không tốt cho những cái thế hệ Việt Nam sau này. Cho dù các bạn trẻ sau này, cho dù có tốt có ý tốt,
Nhưng mà người Úc người ta sẽ nhìn vô nó à mấy người này, người ta sẽ đánh giá luôn những cái người đi trước ở bên này luôn á, nói à ok cái thế hệ này qua đây toàn trốn ở lại kết hôn giả rồi nó làm ba cái chuyện không có hợp pháp rồi này nọ, người ta sẽ đánh giá, không phải người Việt đánh giá người Việt không đâu, người trong cùng dòng máu đánh giá nhau còn đỡ, hôm nay những cái dân tộc khác nó khinh bỉ nước Việt Nam mình không? Các bạn đừng nghĩ là có lợi trước mắt cho các bạn không, các bạn nghĩ nhỏ quá. Nhiều bạn nghĩ nhỏ, nghĩ tới chuyện là ok tôi làm lương bao nhiêu chứ cứ ăn cây nào biết rào cây nó, thấy không, không có nghĩ rộng ra cái, chỉ biết tôi thôi. Nhưng mà đụng tới cái tôi của các bạn là các bạn hùng hổ lắm, nhảy dựng lên liền à. Còn các bạn á lấy của người ta thì các bạn không có nói gì đâu, rồi người ta cho các bạn, dù người ta mời bạn bữa ăn thì bạn cũng phải mời lại người ta bữa ăn chứ, đâu có ai cho bạn ăn miễn phí hoài đâu, bạn cũng phải biết có lòng tự trọng chứ, đúng không? Ngay cả ở Việt Nam cũng vậy thôi, nó có ai mà đi mời bạn ăn hoài mà bạn cứ, cái người mà có mặt mày người ta biết tôn trọng thì người ta, bạn bè rồi mời mình bữa, mình mời lại người ta bữa chứ, nói chuyện ăn hoài vậy được, đó gọi là ăn trực á, ăn trực riết à. Chồng thì không sao chứ nhiều khi vợ người ta cũng khó chịu chứ, các bạn không, để tiền bạc đồ người ta nuôi con với lại nuôi cha mẹ của họ, nuôi người thân của họ chứ, bạn với họ đâu có bà con gì đâu, đâu có ai tốt cho bạn kiểu vậy. Rồi tiếp nữa, quay lại câu chuyện này, ngày hôm nay là cái hành trình đi Úc đó các bạn, nó là một cái chặng đường. Và khi mà các bạn chuẩn bị mấy cái bước ở bên Việt Nam á, nó chỉ là bước đệm, bước chuẩn bị, thì các bạn hãy bình tĩnh, các bạn làm từ từ, chứ nó không có cái gì mà phải gấp hết á. Thấy người ta đi, bạn đi so sánh với mấy người ta đi qua đây rồi chi vậy, bạn hãy so sánh với bạn của ngày hôm qua thôi, hoặc là ngày hôm nay thôi, hôm nay so với hôm qua rồi ngày mai so với hôm nay, cứ vậy mà các bạn làm, cứ mỗi ngày bạn tiến bộ hơn một chút, cứ vậy mà làm tới thôi, đừng có nóng, cứ vậy mà làm, nghe không? Cứ vậy mà các bạn làm. Từng bước một. Đó, mình có mấy ý đó, các bạn nhớ nốt lại. Mình có một cái ông dượng á, chồng của dì của mình, ngày xưa thì cũng có đi bộ đội rồi xong rồi về cũng đi vòng vòng phụ người này phụ người kia, đến lúc thất nghiệp mình nói ủa dượng không có việc làm thì xuống nhà con làm với ba con cũng có được một ít tiền rồi về nuôi mấy đứa nhỏ nhá, ông cứ đi vòng vòng ở nhà đi tới đi lui rồi không biết tiền đâu rồi cơm nước ở đâu, rồi bà dì phải đi may đồ rồi xong rồi phải đi tới nhà của dì này dì kia mượn tiền rồi xin ít gạo về cho mấy nhỏ ăn rồi này nọ. Rõ ràng là con của dì dưỡng nó học rất giỏi nha, ba đứa nào cũng học giỏi, mà khi mà con cái mình học giỏi nó, mình không tạo điều kiện cho nó thì ba mẹ nó kiểu gì vậy? Biết con mình là một cái hạt giống, cái đó là cái nguồn của mình, cái cội giống, cái hạt mầm của mình, là cái tương lai của nó, là tương lai của mình, sao không ra ngoài kia cố gắng phấn đấu làm việc mà cứ ngồi ở nhà? Nó thấy cái này rất là nhiều phụ huynh ở Việt Nam cũng vậy, lúc nào cũng mở miệng ra nói than ôi bây giờ tiếng Anh tôi không biết mà đi đâu, 45 tuổi 50 tuổi rồi quá tuổi rồi đi đâu. Khi bạn mở miệng ra kiểu vậy nó rất là dễ, ai cũng có thể làm được hết, ai cũng có thể mở miệng ra nói những cái câu đó, mà những cái câu đó là những cái câu cực kỳ vô nghĩa, và những cái câu đó nó không có giúp bạn đi đến đâu và cũng không giải quyết được bài toán gì hết. Thay vì bạn nói vậy, à ok tôi đã quá tuổi rồi đúng không, biết thân biết phận mình quá tuổi rồi, điều đó rất là tốt. Có những người hả, có những người các bạn biết là những người là họ ngu mà họ tỏ ra rất là nguy hiểm kìa, cái dạng đó mới là đáng sợ đó. Cái dạng mà ngu mà tỏ ra nguy hiểm còn quan trọng, cái dạng mà biết mình biết ta là trăm trận trăm thắng, các bạn đã biết mình rồi, biết mình là không đủ điều kiện, không có xuất phát điểm tốt đó. Cái biết mình biết ta là để làm gì, để bạn cố gắng, bạn phát huy cái bạn gọi là bạn gầy cái hồ sơ của bạn làm cho cái hồ sơ của bạn càng ngày càng tốt hơn, để người ta tin tưởng hơn. Úc nó luôn luôn mở rộng vòng tay ra để đón các bạn, mà quan trọng là các bạn phải làm cho nó tin tưởng là bạn có mong muốn tới đây đi chơi thôi rồi lại trở về, các bạn hiểu không?
hoặc là nếu mà mong muốn tới đây đi chơi xong thấy tốt quá rồi có thể bạn ở lại bạn học tiếng Anh, hoặc là đi về xong rồi quay qua trở lại lần thứ hai rồi hãy học lần thứ ba, học bạn cứ đi qua đây chơi. Rồi các bạn hỏi ủa tiền đâu mà đi nước này nước kia rồi gầy hồ sơ rồi trời. Hỏi tới đây nữa thì mình cũng lạy với bạn luôn á. Tại sao tiền ở đâu hai bàn tay nữa các bạn, ở mồ hôi á các bạn, ở nước mắt của các bạn á, ở cái công sức của các bạn á, không có ai thương các bạn bằng chính bản thân các bạn đâu. Không có ai cho các bạn tiền đâu, bạn đi đâu mà kia bạn có cho người ta tiền không mà đòi người khác cho bạn tiền. Và ví dụ như người ta có lòng tốt người ta cho bạn một lần đi, hồi nãy mình nói đó, đâu có ai cho bạn ăn hoài đâu, đúng không? Trừ khi ba mẹ của các bạn. Và bạn ăn một lần hay lần thứ hai bạn ăn bạn cũng cảm thấy nhục chứ, đúng không? Bạn thấy mình nói đúng không? Bạn có thể ăn hoài đồ của người ta được không? Đó. Rồi tiếp tục, bạn phải đi làm, bạn phải hiểu là à ok bây giờ tôi muốn tương lai của tôi tốt hơn, tôi muốn tương lai của con cái tôi tốt hơn, tôi muốn gia đình tôi tốt hơn. Giống như nãy câu chuyện của dì mình với dì Dượng mình, ba đứa con gái học cực giỏi, vậy mà mình nói mấy đứa nhỏ, thậm chí ba mẹ nó truyền vô trong cái đầu nó, đó là hạt giống tốt nha, con cái cực kỳ, dì của mình hồi xưa rất là thông minh, học rất giỏi, nhưng mà lấy ông chồng cái xong về sủi luôn, sủi đớ luôn. Nhưng nói ba đứa con á là nó thấy có cái gen của mẹ nó cực giỏi. Dượng mình là to cao rồi đi bộ đội rồi về, nhưng mà thấy thụ động khủng khiếp luôn. Thấy người ta bộ đội người ta cái gì cũng làm được, mà rõ ràng là rất giỏi chứ mà không giỏi nha. Dượng á là giỏi nhưng mà giỏi mà không chịu làm. Bạn đứng núi này trong núi nhỏ nọ không à. Mình nói thiệt, mình mà không có tiền à, mình kêu mình đi chùi chùi toilet mình cũng chùi nữa. Đi làm bất cứ gì, cái sai gì sai, chùi toilet, rửa đít, rửa cứ làm hết. Tại mình làm cái việc này mình không ăn trộm ăn cắp đồ của ai hết. Miễn sao tới giờ làm, anh kêu tôi làm 8 tiếng tôi phải làm đúng cho 8 tiếng cho anh, rồi tới giờ tôi lãnh lương tôi đi về thôi. Không có nhục. Miễn là mình không ăn trộm ăn cắp, mình không có ăn cướp của ai, rồi mình cũng không có đi buôn bán mấy cái chất cấm, rồi mình cũng không có làm gì mà đến phạm tới luân thường đạo lý gì, thì mình cứ làm thôi các bạn. Tới giờ làm anh muốn tôi làm gì tôi kêu làm cái đó, chứ không phải như mấy bạn mới qua ôi cái này hôm nay làm hơi nặng quá chút xíu tăng lương lên chút, ôi hôm nay làm nhẹ ủa sao kêu giảm lương đi, ủa sao mấy bữa làm nhẹ đó. Người ta làm tốc độ của người ta giống như tốc độ 50-70 cây số đến giờ, các bạn làm tốc độ 10-20 tốc độ giờ, bạn làm chậm hay sao kêu giảm lương bớt nữa đi. Các bạn mới qua quá đáng vừa phải thôi. Các bạn hiểu ý mình không? Đòi hỏi nhiều cái mới làm được chút xíu à. Ồ, hôm nay làm nặng. Nó nên nhiều bạn thấy ủa biết thân biết phận biết gia đình mình vậy rồi cố gắng lên chứ. Chứ sao mà không cố gắng trời. Con cái mình giỏi vậy, cái mầm móng cái hạt giống của gia đình mình nó tốt vậy, mình phải tạo điều kiện cho nó đó. Đây mấy đứa em của mình nói ủa sao nhà mình gia đình mình rồi cái nguyên một cái dòng họ của mình, mấy anh em của anh rồi xong rồi mấy bạn khác đi nước ngoài, sao tụi em ba đứa tụi em sao không có đứa nào có học giỏi, thi học sinh giỏi, tụi nó học giỏi nhất gia đình mình luôn, phía mà nội và phía ngoại tụi nó học giỏi nhất, tụi nó thi Olympic rồi cũng đạt hết. Hỏi tụi em sao không có đứa nào có ý định đi nước ngoài để mà à, nó có trong cái team tham gia vô cái dự án mà chế vaccine của nước Việt Nam mình đó, vaccine Covid đó. Mình nói ủa sao tụi em giỏi vậy, sao tụi em không đi mấy cái đó đi chứ, sao tụi em cứ ở Việt Nam biết vậy. Trong khi đó tụi nó đủ điều kiện để đi theo visa 462 hết đó. Dưới 30 tuổi học giỏi rồi có nghề, đứa ba đứa nào cũng giỏi cỡ vậy đó. Kêu đi không nào đi đó. Tiếng Anh cũng khá luôn. Tụi nó mình nói là tụi nó đi theo dạng tài năng cũng được nữa kìa, tại tụi nó quá giỏi. Nếu cho tụi nó đi học tiến sĩ tụi nó cũng vui nữa. Xin học bổng cho tụi nó mình cũng rất là vui. Mà trong vấn đề là ba mẹ tụi nó dạy tụi nó cái kiểu gì mà trong đầu tụi nó không có bao giờ có ý nghĩ là phải đi nước ngoài, không bao giờ có ý nghĩ là mình phải cái này mình phải cái kia, tại vì mình ở trong nước mình cứ không phát triển được. Mà tụi nó cứ trời ơi tới bây giờ nó 31 tuổi rồi mà nó vẫn ngồi ở nhà nó ăn bám ba mẹ nó, ba mẹ nó phải nấu ăn cho tụi nó ăn, ba đứa luôn. Đứa nhỏ không nói, đứa lớn cũng vậy luôn. Rồi cả giống như kiểu ngày xưa có một con bò,
nguyên cả gia đình nó cứ ăn rồi cứ tụ tập vô rồi cứ ngồi đó cứ vắt sữa con bò ra vậy thôi. Phải giết chết con bò đó đi thì cái nhà nó mới phát triển được, mấy cái mầm mống nó phát triển được các bạn. Phải đi nước ngoài, tại vì cái trong đầu các bạn nó suy nghĩ nó quá nhỏ, chỉ suy nghĩ là vòng quần ở trong cái làng cái xã của các bạn, nên cuối cùng nó cái kết quả nó vậy á. Mấy các bạn phải nghĩ là mở rộng ra để các bạn đi, mở rộng ra để các bạn tiếp xúc với những người nước ngoài, bạn thấy cái đầu bạn nó thoáng ra thì bạn làm được nhiều việc, nó có ích cho các bạn mà có ích cho những người khác, còn cả tương lai phía trước nữa chứ. Đó thì mình nói cái hành trình của các bạn đi, hành trình của các bạn đi đi Úc rồi. Ok, còn cái chủ đề tiếp theo thì mình sẽ hẹn các bạn trong video tiếp theo nha. Hôm nay nói chủ đề này khá là nhiều rồi. Ok, chào hẹn các bạn. Ok rồi, chúc các bạn nhiều sức khỏe nha, và đừng có bao giờ mà các bạn nghĩ là mình phải có cái trách nhiệm là phải giúp cho mọi người. Trong cuộc đời này chẳng có ai có trách nhiệm gì giúp gì cho các bạn á, trừ khi các bạn là con cái của mình hoặc là các bạn là cái gì đó của mình. Các bạn phải tự, mình nói đoạn này là sự thật nó mất lòng á, các bạn phải lo cho các bản thân các bạn và gia đình các bạn rồi. Chứ chẳng có ai thương các bạn đâu, mình nói vậy để cho các bạn hiểu. Trong cuộc đời này người ta thương các bạn chỉ là thương hại thôi, người ta thương xong người ta hại bạn luôn đó. Muốn vậy là các bạn phải tự, các bạn nỗ lực phấn đấu lên, các bạn tự đi ra ngoài kia, giống như người dưỡng của mình á, đi ra ngoài kia làm đi, bỏ cái mặt mũi ra một bên đi, bỏ mấy cái sĩ diện qua một bên đi, đi kiếm tiền để nuôi cho con cái, để phát triển dòng giống của các bạn. Đời các bạn nó không tốt rồi thì hãy lo cho cái thế hệ con cháu của các bạn, đừng vì sự làm biếng của các bạn, đừng vì cái chuyện mà những cái mà mong muốn nhỏ nhoi của các bạn rồi sự thư giãn của các bạn mà lại tổn hại đến tương lai của những cái mầm mầm non của các bạn. Những cái hạt mầm tốt như vậy mà các bạn không gieo xuống mảnh đất tốt để cho cái cây nó kèo cuột eo ụt rồi nói chi vậy các bạn. Rồi thôi, mình cảm ơn các bạn đã nghe video. Xin chào và hẹn gặp lại.